Ui mẹ ơi, ui ơi mẹ ơi, ui. Alo, alo, cô rắn to lắm, nhanh nhanh, ra ngoài vườn, chú con trâu ra đây, nhanh đi. Thôi, chạy nhanh nhá. Nào quá. Đấy, hiểu chưa? Bỏ túi ra sao? Nó bỏ ở trên đường, nó bò đứng. Nó mở cái đầu nó ở giữa đường ấy. Ở đầu giữa đường à? Ui, chị này chết rồi đấy. Kéo con bọn này nào, trời nắng rồi, phơi nắng rồi. Ui, sắp tối nó ra ăn xương ấy. Ừ, xương ấy nhỉ. Ui, nó ra ăn xương ấy, con này. Rõ thật đấy. Nó mở cái đầu cao ở giữa đường, nó phì phì đấy. May quá mình nhìn thấy con đúng nó cắn rồi. Có túi đâu? Có túi, nó túi xe, túi xe mình nhé. Túi xe tí làm xong ra ra lấy xe, xem nó ra xe đấy. Ui, nhìn này. Mà rắn này thì một đôi, nó này nó có một đôi nữa ấy. Ủa đây. Ta màn chưa? Kinh nhờ. Ủa đây con này, vừa nó ngẩng đầu cao hơn cái này mà. Được, nó ngẩng đứng xe như này. Đầu này. Ê, ấy. Ý à. Cả trắng tinh luôn. Mà trắng buốt luôn nhờ. Ê. Rắn nhờ, rắn nhờ, cái đầu chết nhờ, rắn nhờ. Rắn nhờ, bình tĩnh nhá. Con này nó đang giữ đấy, đang giữ đấy. Nó giữ không bắt đúng không? Ấy vừa nãy nó ở trên đường nó cũng như này này. Như này luôn à? Ừ, nó ngẩng cao đầu cao như đấy. Nó ra xương rồi. Kinh nhờ. Khéo như thế này nào, phải có đàn rồi đấy. Cái này có đàn ra đấy. Rắn này đi lơ này hay đi một đôi lắm. Con này nó phì ra mạnh lắm. Bây giờ có thể có cái đầu dựng xuống mình bắt không đó. Thôi. Nhẹ nhàng nhá. Nào quá. Đấy, hiểu chưa? Tấn công người ngay đấy. Tấn công ngay đấy. Con này không được đằng trước nó không được. Đây, chị đứng lại đây, chị đặt đầu đánh thẳng hướng. Sao bắt đi? Trời ơi. Xuống. Rồi, xuống. Nó cứ ấy hai cái bằng như bằng. Rồi. Nhìn nó này. Kinh nhỉ? Ra mà luôn. Cỡ chỉ như chưa? Chưa? Ở chỗ nào chị ạ? Ngay trên đường này. Đi xem nào. Ngay đường này. Đi lên xem nào, chỗ nào. Cho vào đi. Cho túi đi em ơi. Đấy. Ê thì xem có con nào đi. Nó xung quanh chỗ này, vớt con này vào trong này. Dã man luôn. Rút bỏ từ một chút bên nào sang. Ôi. Đây. Ôi. Đây có một con này. Đi. Đây. Có con đây. Ôi nó bỏ từ đâu ra này. Ôi.
man luôn. Đấy đó là nó đi rồi chứ phải để đàn không? Đấy nghe này. Đi rồi. Thấy chưa? Man luôn. Nó bỏ từ chứ sang làm chi? Đi từ chỗ một đường này này. Nó từ trên này à? Đây một con này. Ôi chị đang đi trên đường bò mà. Ui. Ui. Gì? Đây một con nữa này. Ui. Ui, đây có đấy anh ơi. Ui, dọa màn luôn. Ui. Gì? Ui. Ui. Đây có thứ này. Ui. Con đi, con đi, con đi, con đi, con đi. Ui, giời ơi. Mấy con này cơ. Này nè. Ui, rồi. Bốn con à? Hai. Con, con, con kia, con kia đâu? Đây, con nữa đây. Này 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 này. Ui giời ơi. Úi giời ơi. Đây 3 con nhá. Một con trong này là 4 con. Bỏ ra đi chưa. Bọn này đi lần lần chỗ này nguy hiểm nhá. Cái này mà đi đồng mà không phải tận rắn mò nó to luôn nhỉ. Toi luôn, rắn mò nó là toi luôn còn gì nữa. Sao được. Kinh giọng thế. Ui giời. Nhìn này nhìn này. Cho bọn này vào hết đi. Có túi túi đi mày. Bắt hết túi đi. Đưa đưa túi đây. Hai con nhẹ nhàng nhá. Chế cái túi cái túi. Một người căng cái túi rộng hẳn á. Cứ căng hẳn nhẹ nhàng thôi. Hai con này ui nặng hết đấy. Nặng. Gần 45 cân nhỉ. Hai con nữa này. Có hai con này con. Một cái màu nó có một vàng gì nó khác nhau à? Nó cùng một mẹ ra nhưng mà nó nhiều trứng khác nhau. Trứng nó khác nhau. Bọn này ra nó. Này này này, ui nhìn cái đầu này. Đầu phè này. Ui giời. Nó nằm dưới cỏ này đi ra thì sao mà nhìn được? Kinh nhỉ. Ra màn luôn. Như này mà con này dài phải gần mét. Gần mét con này phải hơn mét. Con này cắn chết ngay nhỉ? Chứ chết ngay con này cắn chết ngay. Ngoài này hổ mang cũng độc luôn đấy. Đây cái này đây cái này. Ôi còn một con này con. Ê, xem sao này. Con trắng này. Con này như vừa mới nổ xong ấy. Ui chạy rồi này. Nó đi ghê rồi. Thông tin luôn. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Thông tin luôn nhỉ. Đẹp nhỉ. Đó màn con này quá đẹp luôn. Ui giời. Thấy giời. Đẹp chưa bạn này. Ui giời. Quá đẹp luôn nhỉ. Cái màn nó bánh nó kinh to nhỉ. Cho luôn nhỉ. Để cho bì đây em ơi. Đó màn. Bà này cũng nhiều quá đấy. Đi bắt à. Định bắt con này à? Thì tưởng nó là rắn nước thôi nhưng mà nó không đục được cao đâu quá. Ôi tưởng rắn nước. Nó chạy vào thế này mới gọi điện đấy. Nó chạy nhanh rồi nó chạy nhanh quá. Này là nước á. Phủ mang đấy. Nhìn nó khỏe con này to nhất này. Vừa nãy nó đứng ở trên đấy nó tưởng cao đầu cơ. Xong nó bò nhanh. Thế gọi chắc là rắn nước. Ôi, bây giờ anh em mình sẽ đi tìm nốt xung quanh đây đi. Chị cho cái này vào để em đi dưới để em tìm thử bì luôn này. Ngồi giữ đây cho. Giữ đây. Tìm xung quanh xem có nào. Đây này nó ra đồng này. Đồng này nó phơi nắng ăn sương đêm xong rồi. Đêm mới khoảng đấy sáng hôm sau nó lại ra nó lại rũ ở lỗ của nó. Đi tối đấy hay đi về cái gì? Hay về đi. Lấy đèn soi. Về lấy đèn soi. Bây giờ trời tối này mình sẽ về lấy đèn soi các bạn nhá. Mọi người thấy video hay đăng ký kênh này sẽ ủng hộ cho anh em mình nhá. Chào mọi người nhá, nhớ đăng ký kênh này sẽ ủng hộ anh em mình nhá. Đi em ơi, nhanh. Đứng cầm nhá, đứng cầm. Con rồi. Thế thì về cho nó cắn đấy. À. Thế nào còn có hàng. Đi đây chị ạ. Cho vào đây. Đi.